Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ năm ngày 19 tháng 9. Thưa quý vị, bão số 4 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Thừa Thiên Huế và mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất. Cảnh báo mưa lớn, sạt lở đất sẽ diễn ra ở nhiều địa bàn xung yếu, người dân hết sức cẩn trọng để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Thừa Thiên Huế đảm bảo vận hành hồ đập thủy điện an toàn trong mưa bão. Nhiều hộ dân sinh sống ven sông Bồ thấp thỏm nỗi lo sạt lở khi mùa mưa lũ về. Thưa quý vị, thời điểm này, bão số 4 đang áp sát khu vực đất liền từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế với sức gió cấp 8, cấp 9, giật cấp 10. Hiện nay, chính quyền các địa phương ven biển đang căng mình, sẵn sàng lực lượng để ứng phó với những tình huống bất ngờ. Phóng viên Thành Nhân hiện đang có mặt tại khu vực biển xã Phú Thuận, huyện Phú Vang sẽ thông tin chi tiết đến quý vị. Thưa quý vị, hiện tại thì tôi đang có mặt tại khu vực biển xã Phú Thuận, huyện Phú Vang. Đến thời điểm hiện tại thì tâm bão số 4 đã ở rất gần đất liền. Theo ghi nhận của chúng tôi hiện nay thì gió đang mạnh lên từng cơn, kèm theo đó là cả cơn sóng biển dữ dội cao từ 1 đến 2 mét. Là một trong những khu vực điểm nóng về sạt lở và xâm thực biển thì công tác di dời các hộ dân ở vùng xung yếu đã được địa phương thực hiện khẩn trương ngay trong đêm. Chúng ở đây là họ đi trước đây họ đi rồi, chứ còn ở trong đó là chưa đi thôi. Địa phương đến là đường chuyển đi thì vẫn đi, theo của nhà nước. Bên cạnh công tác di dời hàng chục hộ dân tại các khu vực xung yếu, các địa phương ven biển Thừa Thiên Huế cũng tập trung công tác kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú, đảm bảo sắp xếp phương tiện, ngư lưới cụ vào vị trí an toàn trước, trong và sau bão nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và phương tiện. Với trữ lượng là 500 chiếc. Theo cái kế hoạch ra soát là hiện nay bố trí để các tàu ngoài địa phương vào đảm bảo an toàn. Ngoài ra, Ủy ban nhân xã là bố trí 2 phòng để cho các bà con ngư dân người ngoài địa phương đến để khi mà bão xảy ra thì để lên tạm trú. Bão số 4 tuy có cường độ không mạnh như bão số 3 vừa qua, tuy nhiên khi áp sát vùng biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Quảng Bình, bão được dự báo có xu hướng đi chậm lại, men theo đường bờ biển trước khi vào đất liền, khiến thời gian ảnh hưởng lâu và vùng ảnh hưởng rất rộng. Do đó, ngay trong sáng nay, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đức Tiến cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác ứng phó bão số 4 tại cảng Thuận An, các khu neo đậu và khu vực xung yếu các địa phương ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế. Vâng, xin cảm ơn phóng viên Thành Nhân. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 7 giờ ngày 18 tháng 9 cho đến 7 giờ ngày 19 tháng 9 phổ biến từ 150 cho đến 350 mm, có nơi trên 400 mm, như Hương Phú 474,4 mm, Bạch Mã 486,2 mm. Từ hôm nay 19 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9, trên các sông khu vực Thừa Thiên Huế có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Ban Chỉ huy Phòng chống bão lũ và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cũng đã liên tục phát đi cảnh báo cập nhật về tình hình mưa lũ để người dân chủ động phòng ngừa. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông Ô Lâu và các sông miền núi ở mức báo động 1, sông Hương, sông Bồ, sông Trùy dao động mạnh nhưng ở mức sấp xỉ báo động 1, có sông trên báo động 1. Từ sáng nay 19 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9, tại tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa to, mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Mưa cường độ mạnh nhất tập trung trong ngày và đêm hôm nay 19 tháng 9. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 150 đến 300 mm, có nơi trên 500 mm. Trong ngày hôm nay, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các địa phương trên, đặc biệt là các huyện A Lưới, thị xã Hương Trà, Phú Lộc, cảnh báo cấp độ 1 về rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy cả công trình dân sinh, kinh tế, cả công trình đang thi công ven sông suối, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế xã hội. Đề phòng khi lưu thông qua các ngầm, cầu tràn, cầu dân sinh, các đoạn đường ngập sâu, cả khu vực có đồi dốc lớn. Để đảm bảo an toàn phòng tránh các tai nạn có thể xảy ra do ảnh hưởng của bão số 4, Sở Giáo dục và Đào tạo đã cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ sáng ngày 19 tháng 9 cho đến khi có thông báo tiếp theo. Tại huyện Nam Đông, trong ngày hôm qua đã thực hiện sơ tán 34 hộ trên 119 nhân khẩu đến vị trí an toàn. Huyện Quảng Điền huy động hơn 150 dân quân tự vệ địa phương và người dân để gia cố 50 mét kè hỏi Hàng Tổng, xã Quảng Phước với 260 mét khối đá học. Một số thiệt hại ban đầu cũng đã được ghi nhận tại huyện Phú Vang trong ngày hôm qua khi lốc xoáy đã làm cho một người bị thương nhẹ, tốc mái nhà, công trình phụ của 12 hộ dân xã Phú Hồ và Phú Xuân.
Trong hai ngày 18 và 19 tháng 9 do ảnh hưởng của bão số 4, nên địa bàn thành phố đã có mưa lớn khiến một số tuyến đường bị ngập cục bộ. Rút kinh nghiệm từ những năm trước, nhiều người dân đã chủ động đưa ô tô đến khu vực cao ráo để tránh bị ngập lụt. Tại quảng trường trước khu hành chính tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế, hàng loạt ô tô được các chủ xe đưa đến để tránh lũ. Khu vực này có nền cao hơn mặt đường Tổ Hữu, cũng là nơi đậu ô tô của nhiều người dân trong trận lũ lụt hồi năm 2023. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Xuân Phú, thành phố Huế cho biết, quảng trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, phường có trách nhiệm đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong khuôn viên. Quan điểm của phường luôn hỗ trợ người dân. Ủy ban nhân dân thành phố Huế cũng vừa phối hợp với Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh hoàn thành việc xây dựng bản đồ các tuyến đường đầu đổ phương tiện khi xảy ra ngập lụt. Việc này nhằm hỗ trợ người dân chủ động đưa phương tiện lên cao, tránh để xảy ra tình trạng ngập xe, làm thiệt hại về tài sản như đợt mưa lũ năm 2023. Theo đó, các tuyến đường có thể đầu đổ xe tại thành phố Huế khi ngập lụt được cơ quan chức năng tổng hợp cụ thể tại trang thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngoài địa bàn thành phố Huế, hiện các cơ quan chức năng cũng đã xây dựng xong phương án dừng đổ phương tiện giao thông ứng phó với lũ, ngập lụt tại các khu vực trọng điểm thuộc thị xã Hương Trà, Hương Thủy và chuẩn bị trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Theo báo cáo nhanh công tác triển khai ứng phó với bão số 4 của Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện nay các công trình hồ chứa nước thủy lợi thủy điện trên địa bàn tỉnh vẫn đang ở mực nước thấp nên hoàn toàn có thể cắt lũ trên các sông. Công tác vận hành đảm bảo an toàn hồ đập cũng thường xuyên được theo dõi, giám sát chặt chẽ. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Hồ đập Tả Trạch ngoài chức năng phát điện còn có nhiệm vụ tích nước, cắt lũ cho vùng thượng lưu. Trước mùa mưa bão năm nay, đơn vị quản lý vận hành đã xây dựng kế hoạch công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn với nội dung bám sát thực tế, tuân thủ các văn bản chỉ đạo của cơ quan chức năng của ngành. Về công tác an toàn, đơn vị đã tổ chức kiểm tra, lập báo cáo đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện năm 2024 cho công trình, báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy điện gửi đến cơ quan chức năng để theo dõi, quản lý. Đến nay thì là hồ Tả Trạch đã hoàn thành tất cả kế hoạch sẵn sàng đó là đón lũ năm 2024. Cụ thể thì đến nay là hồ Tả Trạch đã tập trung tập kết toàn bộ là vật tư, trang thiết bị, nhu yếu phẩm để sẵn sàng đó là đón lũ với một phương châm là 4 tại chỗ. Trước mùa mưa bão, cả cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã tiến hành kiểm tra, giám sát về an toàn hồ đập và công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tại các đơn vị quản lý vận hành thủy điện. Các nhà máy đã tổ chức diễn tập xây dựng các phương án ứng phó thiên tai công trình vùng hạ du đập, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện, phương án về bảo vệ đập và cả quy trình quản lý vận hành đập, hồ chứa thủy điện theo quy định. Thì ngay từ năm công ty đã lên kế hoạch và đã sửa chữa tất cả các cái hệ thống máy móc, hệ thống các đập tràn. Và đợt tháng 7 vừa rồi thì các đoàn liên ngành của Sở Công Thương cũng có lên công ty để kiểm tra và cũng có đánh giá rất cao về công tác chuẩn bị vận hành tu sửa máy móc phương tiện. Nên toàn bộ các cái vật tư dự phòng, phương án 4 tại chỗ và ngày 13 tháng 9 vừa rồi thì công ty cũng tổ chức diễn tập cái phương án gọi là mưa ứng phó với thời tiết nguy hiểm thì cũng được đánh giá rất cao trong tháng vừa rồi. Hiện toàn tỉnh có 13 nhà máy thủy điện đang vận hành khai thác với tổng công suất trên 459 MW. Theo đánh giá, hiện các nhà máy thủy điện tại tỉnh Thừa Thiên Huế đang vận hành tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan. Bên cạnh đó, các nhà máy thủy điện đã thực hiện quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa, công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa, thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp với địa phương trong công tác ứng phó thiên tai. Về phía Sở Công Thương đã chủ trì phối hợp các ngành kiểm tra các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh. Đã có báo cáo tỉnh hiện nay là các hồ thủy điện ra soát các phương án cũng như là sẵn sàng để mà tích nước cũng như là đón lũ. Đối với các hồ thủy lợi thì ngành nông nghiệp phát triển thôn đã tham mưu cho tỉnh chỉ đạo công ty cũng như là các địa phương tổ chức ra soát kiểm tra sau khi mà phục vụ sản xuất vụ hè thu thì tổ chức duy tu bảo dưỡng cũng như là ra soát kiện toàn cũng như là các phương án để mà đảm bảo tích được trước mùa bão. Qua kiểm tra thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đề nghị các đơn vị cần tiếp tục ra soát, kiểm tra cả công trình đầu mối và cả công trình quan trọng khác để kịp thời khắc phục, sửa chữa, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước mùa mưa lũ năm 2024.
Bên cạnh đó cũng cần phối hợp tốt với chính quyền địa phương, thông báo, cảnh báo kịp thời, phối hợp thông tin, hỗ trợ các địa phương cảnh báo cho nhân dân vùng hạ du sông Bồ, sông Hương khi vận hành điều tiết nước, thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp, chủ động trong mọi tình huống xấu có thể xảy ra. Nhiều khu vực dân cư ven sông Bồ tiếp tục đối mặt với nỗi lo sạt lở. Mặc dù chính quyền địa phương đã có những giải pháp công trình nhằm giảm thiểu nguy cơ sạt lở, tuy nhiên do nguồn lực còn hạn chế nên việc xây dựng kè vẫn còn chậm so với yêu cầu. Thấp thỏm lo âu không biết khi nào ngôi nhà của mình bị cuốn theo dòng nước lũ, đó là tâm trạng chung của nhiều hộ dân tại xã Phong Sơn, huyện Phong Điền. Hai ngày nay, khi nghe thông tin sắp có bão về, gia đình bà Hoàng Thị Sĩ, thôn Hiền Sĩ, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền lại phải chuyển đồ đạc, tài sản và chuẩn bị đi sơ tán ở nhà người quen, bởi nước ở sông Bồ phía sau nhà chảy xiết có nguy cơ sạt lở bất cứ khi nào. Căn nhà bà Sĩ đang sinh sống chỉ còn cách mép sông chưa đầy 2 mét. Tình trạng sạt trượt, xô sụt đất ra phía sông Bồ đã khiến nhiều kết cấu bê tông của ngôi nhà cấp 4 và một phần sân phơi bằng xi măng của gia đình bà bị nứt toác, nghiêng về phía sông. Cái nhà dưới là nước gần hết rồi, rơi ra gần khỏi nhà trên rồi. Con sụt lũng là quá nhiều, sụt xuống nhiều lắm. Và vết nước là chưa quá to rồi, chứ thậm chí mưa bão lớn giảm ở nhà. Qua những đợt mưa lũ gần đây, các vùng dân cư ven sông Bồ thuộc xã Phong Sơn, huyện Phong Điền được đánh giá là một điểm nóng của tình trạng sạt lở với hơn 5 thôn và 57 hộ dân nằm trong khu vực bị ảnh hưởng. Riêng tại thôn Hiền Sĩ có gần 70 hộ sống dọc theo bờ sông và tỉnh lộ 11B chịu ảnh hưởng trực tiếp của tình trạng sạt lở. Trong đó có 6 hộ thuộc diện có nguy cơ sạt lở cao cần phải di dời tái định cư khẩn cấp. Cứ mỗi mùa mưa lũ về, những hộ dân nơi đây lại rơi vào tình cảnh đứng ngồi không yên. Mỗi năm là sạt lở một đợt như rửa là cũng phải một mét, phải hơn một mét đất. Cứ đi ra lần rửa, một lần là một năm là có một bụi tre đi lui rửa. Vừa rồi là gia đình gì là có khắc phục một số là giống như đá đất là tự lực một số ít thôi nhưng mà cũng đảm bảo được. Ngoài các điểm sạt lở ở sông Bồ, thống kê trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, toàn tỉnh hiện có gần 40 điểm sạt lở bờ sông với tổng chiều dài hơn 21 km. Đối với những điểm sạt lở nghiêm trọng, địa phương đang khẩn trương có các phương án xử lý khẩn cấp, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Trước mắt trong mùa mưa bão năm nay, các địa phương cũng đã lên các phương án cụ thể để khẩn trương di dời dân cư khi có mưa bão lớn. Tỉnh huyện cũng có đang thực hiện cái dự án đó là xây dựng cái kè chống sạt lở trên địa bàn xã Phong Sơn. Trong đó là có quan tâm đến hai điểm của cái vùng thôn Hiền Sĩ và khả năng thì cũng tiến độ sẽ đầu năm 2025 là cái dự án là sẽ tiến hành thực hiện. Tuy nhiên để mà trước cái mùa mưa bão mà chưa làm được cái kè chống sạt lở thì vì ban xã cũng như các thôn là thường xuyên là trao đổi và kiểm tra cái mức độ sạt lở các thôn này, các hồ này. Và khi mà tiến tới trước khi tiến tới xảy ra thì ủy ban xã cũng một thôn về trực tiếp từng các hộ gia đình để vận động và di dời. Theo dự báo, thời gian tới, thời tiết diễn biến thất thường với nhiều hình thái cực đoan, nguy cơ sạt lở bờ sông, uy hiếp tính mạng, tài sản của nhiều hộ dân vẫn còn hiện hữu. Ngoài trách nhiệm của chính quyền, các hộ dân sống ven sông cần chủ động để đảm bảo về tính mạng và tài sản, đặc biệt trong mùa mưa lũ. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng cần sớm bố trí kinh phí để xây dựng kè kiên cố, để xử lý dứt điểm tình trạng sạt lở dọc các tuyến sông như hiện nay. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã cử các đoàn công tác về các địa bàn trọng điểm của tỉnh để kiểm tra nắm tình hình và sẵn sàng chỉ đạo các đơn vị ứng phó với bão số 4. Theo đó, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến kiểm tra công tác giúp địa phương kè lại tuyến đê Mai Dương tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền. Do ảnh hưởng của mưa lụt những năm trước làm tuyến đê có nguy cơ sạt lở cao, gây nguy hiểm cho nhân dân. Sau khi có chỉ đạo, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Điền đã huy động gần 30 cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tiểu đội dân quân thường trực phối hợp với các lực lượng của địa phương tiến hành kè lại tuyến đê Mai Dương. Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Điền tranh thủ thời gian khẩn trương giúp địa phương hoàn thành công việc nhanh nhất. Quá trình giúp nhân dân phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã đến kiểm tra nắm tình hình tại các địa bàn có nguy cơ bị ngập sâu, sạt lở, các địa điểm có khả năng bị sỏi mòn nếu sóng biển dâng cao ở các xã giáp biển thuộc huyện Quảng Điền, huyện Phong Điền. Tại các nơi đến kiểm tra, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị lãnh đạo các địa phương nắm chắc diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động các phương án phòng chống, huy động lực lượng dân quân giúp nhân dân. Nếu tình hình diễn biến phức tạp khó lường, nhanh chóng báo cáo và đề nghị các cấp hỗ trợ kịp thời.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hỗ trợ học phí cho học sinh tại vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Tại công văn này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục căn cứ mức độ thiệt hại của người dân, xem xét quyết định hỗ trợ học phí, không thu học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông theo thẩm quyền, các quy định của pháp luật hiện hành để chia sẻ hỗ trợ phụ huynh và học sinh, đặc biệt đối với học sinh vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ và thiên tai. Chính phủ vừa ban hành quyết định bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2024 của Bộ Y tế để thực hiện hoạt động tiêm chủng mở rộng. Cụ thể, bổ sung dự toán chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình năm 2024 của Bộ Y tế số tiền là 424,514 tỷ đồng để thực hiện hoạt động tiêm chủng mở rộng từ nguồn dự toán chi thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2024. Việc quản lý sử dụng thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định, đúng chế độ chính sách, hiệu quả tiết kiệm, công khai minh bạch, đúng mục đích sử dụng, không để thất thoát, tiêu cực, lãng phí. Tiếp tục với những thông tin khác. Chiều qua, đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có buổi làm việc với huyện Nam Đông, giám sát việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024. Qua 2 năm triển khai thực hiện chương trình, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện, đặc biệt là đối với bà con người đồng bào dân tộc thiểu số giảm mạnh. Tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế, đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã được chú trọng và có bước phát triển. Nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả đã được triển khai và nhân rộng. Nhân dân đã tích cực hưởng ứng chủ trương xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện trong việc thực hiện dự án 1. Đoàn đề nghị chính quyền địa phương các cấp tiếp tục phối hợp hiệp thương giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể cung cấp để triển khai thực hiện hiệu quả công tác giám sát dự án 1, tránh chồng chéo, trùng lặp. Việc tổ chức hoạt động giám sát phản biện đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, nội dung giám sát trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát. Cũng trong chiều qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Đại Huế tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2024-2027. Trong nhiệm kỳ 2022-2024, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Đại Huế đã duy trì hiệu quả việc xây dựng văn minh học đường, môi trường học tập tích cực, thân thiện, lành mạnh, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, chiến dịch sinh viên tình nguyện hè, tiếp sức mùa thi, tiến hành trao tặng nhiều suất quà cho thiếu nhi, gia đình, chính sách, tổng trị giá gần 50 triệu đồng một chương trình. Mỗi năm duy trì hoạt động hiến máu cứu người và đã có trên 500 lượt cán bộ sinh viên hiến máu trong các đợt vận động. Phong trào đoàn luôn đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động, tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, biểu dương kịp thời các mô hình tiên tiến, các cá nhân xuất sắc trong cả phong trào. Trong khuôn khổ đại hội, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Đại Huế đã phát động quyên góp và tổ chức quyên góp được hơn 50 triệu đồng hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng nặng do lụt bão. Tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Sáng ngày 19 tháng 9 theo giờ Việt Nam, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã quyết định cắt giảm lãi suất 0,5%, bắt đầu chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ trong bối cảnh lạm phát đang chậm lại ổn định và lo ngại ngày càng gia tăng về sức khỏe của thị trường lao động. Đây là lần cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed kể từ năm 2020 đến nay. Với quyết định cắt giảm lãi suất lần này của Fed, người tiêu dùng có thể cảm thấy được giảm bớt gánh nặng tài chính. Tuy nhiên, một đợt cắt giảm lãi suất sẽ chỉ có tác động nhỏ và hiệu quả rõ rệt hơn sẽ đến từ những đợt cắt giảm liên tiếp trong tương lai. Động thái này có lợi cho người vay nhưng lại bất lợi cho người gửi tiết kiệm do lãi suất tiết kiệm cũng giảm theo. Theo các nhà phân tích tài chính, lạm phát giảm cũng là lý do để các nhà hoạch định chính sách lạc quan và điều này sẽ có ý nghĩa hơn là tác động tích lũy của một loạt các đợt cắt giảm lãi suất qua thời gian. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 đã thông qua nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt sự hiện diện bất hợp pháp tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng trong vòng 12 tháng. Với 124 phiếu thuận, 43 phiếu trắng và 14 phiếu chống, nghị quyết do Palestine đệ trình đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua. Đây là nghị quyết đầu tiên được chính quyền Palestine đệ trình tại Liên Hợp Quốc kể từ khi giành được ghế thành viên Liên Hợp Quốc tại cả cuộc họp của Đại hội đồng. Trong nghị quyết trên, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các quốc gia tạm dừng việc nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc từ cả khu định cư Do Thái, cũng như việc cung cấp hoặc chuyển giao vũ khí, đạn dược và thiết bị liên quan cho Israel do lo ngại chúng có thể được sử dụng tại vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.
Nghị quyết cũng hoan nghênh tuyên bố của Tòa án Công lý Quốc tế ICC, trong đó chỉ rõ việc Israel chiếm đóng các vùng lãnh thổ và khu định cư của Palestine là bất hợp pháp và cần phải chấm dứt. Việc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết nêu trên là một thắng lợi chính trị của Palestine trong bối cảnh tuần lễ cấp cao Liên Hợp Quốc sẽ diễn ra trong tuần tới. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas dự kiến đều tham gia sự kiện này. Ngày 18 tháng 9, Quốc hội Ukraine đã quyết định sửa đổi ngân sách năm 2024 với việc tăng chi tiêu quốc phòng thêm khoảng 12 tỷ đô la Mỹ. Với mức tăng này, tổng chi ngân sách năm 2024 của Ukraine cũng sẽ tăng theo lên mức kỷ lục khoảng 90 tỷ đô la Mỹ. Việc bổ sung ngân sách quốc phòng của Ukraine nhằm đáp ứng nhu cầu về đạn dược và vũ khí đang ngày càng tăng. Hiện nay, Ukraine đã tăng tốc độ huy động và cần thêm kinh phí để trả lương cho binh sĩ. Bộ Tài chính Ukraine cho biết tổng chi ngân sách đã tăng gần 11%, lên tới 50,67 tỷ đô la Mỹ trong 8 tháng đầu năm nay, trong đó gần một nửa dùng để chi trả cho lương binh sĩ, đạn dược, thiết bị và các nhu cầu quân sự khác. Để tạo ngân sách bổ sung cho quân đội trong thời gian còn lại của năm 2024, chính phủ Ukraine có kế hoạch tăng thuế và sẽ vay thêm từ thị trường nội địa. Bên cạnh đó, Kiev cũng đã nhất trí về một thỏa thuận nhằm tái cơ cấu trị giá hơn 20 tỷ đô la Mỹ nợ quốc tế, qua đó tiết kiệm được khoảng 11,4 tỷ đô la Mỹ trong 3 năm tới. Ngày 18 tháng 9, cơ quan cảnh sát Liên minh châu Âu, gọi tắt là Europol, thông báo đã triệt phá thành công một nền tảng nhắn tin có tên gọi là Ghost, tạm dịch là bóng ma, liên quan đến các hoạt động phạm pháp như là buôn bán ma túy và rửa tiền quy mô lớn. Lực lượng cảnh sát đã bắt giữ 51 nghi phạm từ nhiều quốc gia và dự kiến sẽ có thêm nhiều đối tượng khác bị bắt giữ trong thời gian tới. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đã triệt phá một phòng thí nghiệm chất cấm ở Australia, thu giữ được vũ khí, chất cấm tại nhiều quốc gia và 1,1 triệu đô la Mỹ tiền mặt. Đây là kết quả của chiến dịch truy quét tội phạm mạng có sự tham gia hỗ trợ từ các lực lượng chức năng của nhiều quốc gia ở châu Âu, cùng Mỹ, Canada và Australia. Ghost đã trở nên phổ biến và được các tổ chức tội phạm sử dụng nhờ vào các tính năng bảo mật tiên tiến của nền tảng. Do đó, việc triệt phá nền tảng này là đòn giáng mạnh vào các băng nhóm tội phạm có tổ chức trên toàn cầu. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.